Vâng, xin chào các bạn. Các bạn để bắt ốc cho mình nha. Ok, go. Mình kiếm được có không? Có. Đâu? Đâu? Ấy hả? Ấy hả? Ôi trời, những người trời. Trời ơi, con ốc ma này. Trời, con này sao mặt ngứa rồi? Hả? À, trời ơi, cái này. Ngủ hả? Ừ, trời ơi, anh ngủ. À, mấy anh này thiệt chứ, đôi khi anh giả ngủ. Cưng không sao mặt ngứa à? Trời, anh đang ngồi đầu ra này đây nè mọi người. Ốc quá trời luôn mọi người ơi nè, chờ mình có bữa tối là nó đóng ra. Đóng vậy luôn kìa. Đâu. Trời ơi. Trời ơi. Ủa con này sao bị gì vậy? Con này sao đi sát này dữ hả? Hả? Con này sao đi sát cái đất dữ các bạn nè. Bị gì ta? Có bị gì không? Cái con này đi ngộ rồi ta. Sao nó nằm đây luôn rồi? Ôi. Ủa sao nó nằm sát đây luôn rồi? Trời hết hồn. Trời ơi. Trời. Trời ơi, hết hồn chí à. Thầy Ban, bắt bao nhiêu Ban? Đi được chưa? Không bắt bao nhiêu đi? Đi được chưa? Đi rồi, bắt đi. Bắt cái con này chứ. Ừ. Hơi cũng dễ thương quá. Ừ. Lại lên, con bắt lại lên. Bị cho bái vậy không đi các bạn? Tối nó ra các bạn. Tối nó ra. Đây nè. Đây nè các bạn ơi. Quay gần cảnh cho các bạn coi nè, trời ơi. Bị chụp bá vậy không hả? Ừ, bị chụp bá luôn. Hai cái giống nhau luôn. Các bạn có giỏi không? Các bạn nào có dám bắt ốc ma giống bảo ăn không? Trời ơi, đâu đây nè. Không thấy hay vậy không ạ? Đúng rồi. Mày không thấy luôn á. Mày không thấy luôn đó mày. Thấy nữa ghê luôn à. Ừ. Ôi, ngồi trên đây nữa nè. Trời, sao tao thui bảo ăn thấy hay vậy ta? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con này bò đẹp hơn các bạn thấy không á? Ôi nó bò nó dài ra vậy các bạn. Ừ, bò ăn thấy giỏi quá, không có tươi không có đẹp mà bạn thấy dưới tên đồng mình soi kìa còn không? Ở bạn, lại coi còn không? Con kiếm nữa các bạn, con nhìn giỏi vậy. Giống như hồi nãy hả? Ừ. Trời ơi, cái con này từ con đang bò đẹp quá, để đây từ từ cái đám mày kiếm rồi đó. Nè các bạn. Đấy không? Làm video. Tại các bạn nó ăn chuối nè các bạn, nhìn cái muốn mình như vậy nha các bạn. Nè. Nè, nó ăn chuối của mình luôn. Nó ăn chuối của mình luôn, dễ không nè các bạn nè, đó nó còn dễ không thấy chưa? Khúc này còn mấy cây nè. Đó, mình đậy cũng vậy các bạn ơi. Mình đậy cũng vậy thôi. Chán ghê. Chán ghê với mày anh ăn mình đậy các bạn ăn cái nó ăn cũng ăn các bạn ơi. Chán quá. Đi đâu ba đi kiếm hả ba? Kiếm mấy vòng đi các bạn ơi. Con đi để các bạn với cái ảnh này kiếm rồi các bạn. Để các bạn với ở đây mà. Qua bóng đây. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn nghe ảnh cà lông không các bạn? Like đăng ký kênh nè. Các bạn nhớ bấm kia đăng ký kênh nè. Bấm like đăng ký kênh ủng hộ của An nha. Coi. Cho ba được 1000 người đăng ký nha các bạn. Rồi còn bóp subscribe nữa. Đó subscribe là đăng ký đó. Nè 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 nè. Để con quay này con này cho các bạn coi cho nó đang bò nè. Các bạn phải rất thích nó bò. Giờ này nó không biết nó ủa con dán ở dưới này các bạn. Dán nó mò lên các bạn này cái sát trong tường các bạn thấy không? Thấy không? Thấy dán rồi các bạn thấy không? Nó mình đụng ảnh cánh trùng lại nè. Thấy không? Có con dán ở dưới rồi râu nó rồi các bạn cái râu nó kìa. Cái râu ảnh kìa. Dán hả? Ừ. Mà bắt nó đi không là lẫn dí nó ăn á. Ừ. Để mày coi coi. Nè, ốc sên mình phải chặn như vậy nè, không nó ăn hết các bạn ơi. Tối nó ra nó ăn hết. Chả gì. Còn ấy bạn nhớ bấm đăng ký kênh nha.